Mới đây, đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do đồng chí Mai Phan Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đã thăm Hồng Kông và Macau Trung Quốc, đã có các cuộc tọa đàm, gặp gỡ với Ban liên lạc Hội người Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam tại Hồng Kông. Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Phan Dũng cho biết cuộc gặp lần này rất có ý nghĩa vì đây là thời điểm quan trọng trong quá trình cộng đồng người Việt Nam tại Hồng Kông có những bước tiến tới hoàn thiện các khâu về tổ chức, thủ tục cho việc thành lập Hiệp hội người Việt Nam tại Hồng Kông. Phó chủ nhiệm Mai Phan Dũng cũng cam kết với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban sẽ nỗ lực hết sức mình để từng bước tháo gỡ những khó khăn, vấn đề còn tồn tại, hỗ trợ thiết thực để kiều bào ở Hồng Kông có thể thuận lợi trong quá trình hội nhập, phát triển ở sở tại và hướng về quê hương. Tại Đài Loan, Trung Quốc, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, đoàn đã có các cuộc thăm làm việc với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, đại diện Ban chấp hành Đảng Tân Di Dân và các hội đoàn lưu học sinh Hội trí thức Việt Nam, Hội doanh nhân Việt Đài, các hội đoàn của cô dâu người Việt Nam, các giáo viên dạy tiếng Việt trong cộng đồng và đi thăm cơ sở giảng dạy tiếng Việt tại Đài Loan. Tại cuộc làm việc với đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Đài Loan, Trung Quốc, Phó chủ nhiệm Mai Phan Dũng đã thông tin tới bà con về các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là dành thời gian lắng nghe những chia sẻ về khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của bà con. Ông chúc mừng và đánh giá cao vai trò của các hội đoàn trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và quốc gia sở tại, trong việc đoàn kết gắn bó cộng đồng đoàn kết, hội nhập phát triển hướng về quê hương.